Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Dragon Transform 3D nha anh em. Đó, đây là con rồng của mình này anh em, nhìn thấy không? Và theo thay đổi theo mỗi cái tình huống là chúng ta sẽ phải thay đổi một con rồng. Đó, con rồng này thì chuyên là phá đồ đấy, con rồng khổng lồ nhưng mà con rồng này thì chạy nhanh hơn. Đó, ta về đích thôi, đơn giản đó, cực kỳ là dễ dàng thôi. Rồi, continue. Mẹ nó, lại quảng cáo. Mình đã quăng tắt cái quảng cáo rồi mà vẫn tắt mạng rồi anh em ạ. Chắc là nó vẫn còn dính vào đấy một tí thôi. Rồi, đơn giản transform anh em ạ, transform để vượt qua chướng này vào thôi. Nếu mà dùng cái con rồng bé thì nó sẽ đi nhanh hơn, nhưng mà nó gặp cái chướng này vật thì nó sẽ bị đập lại anh em ạ. Thì như vậy đấy. Cho tôi sắp mở con mới này. Ok. Thế có lẽ mình vẫn ôi rồi, chưa. Đây rồi. Tiến hóa thành con Mosasaurus anh em ạ. Tuyệt vời. Ok. Rồi. Bơi đi. Chúng ta về đích rồi anh em ạ. Chúng ta đang nhất rồi chứ cũng không phải là còn cái gì mà có thể đỡ được lên. Sát lên một con mới này. Chúng ta chỉ cần ấn chuẩn thôi anh em ơi, còn đâu thì kệ nó. Bơi đi nào. Ok. Phá nào. Rồi. Cứ phá tường ra cho tôi anh em ạ. Thế thôi. Đơn giản. Lượn. Lượn này, chạy nhanh. Về đích nào. Yeah. Ôi, mở khóa thêm con mới này anh em ơi. Gì ạ? À, đánh nhau thì dùng con rồng này anh em ạ. Rồi, tấn công bọn người anh em ạ, tấn công bọn dùng kiếm này thì ta sẽ sử dụng cái này, chạy nhanh về đích. Ui, cái này lắm đấy, làm một chứng ngại vật thích nhở, tầm khoảng 4-5 chứng ngại vật cơ thì mình mới về đích cơ. Đấy, đây dòng gì ấy, dòng xương à, dùng lửa anh em ạ. Tiếp theo ta sẽ được một con rồng lửa, mở khóa được con rồng lửa ha. Ủa? The fuck? Nhầm. Try again. Mình muốn cái kiểu nó gần đến ấy thì mình sẽ ấn ấy, thì nó sẽ gọi là vừa phải hơn rất là nhiều. Còn nếu mà mình ấn trước thì nó sẽ di chuyển chậm lại. Thế thôi. Không, ra là mình động một cái kiếm mà mình cũng chết anh em ạ. Như lúc nãy luôn ấy. Chứ bình thường sao mà có thể chết được đúng không? Bình thường không thể thua được ấy. Rồi, chúng ta đã về nhà với 1.800 điểm. Rồi. Đầy luôn. Đánh continue nè. Tiến lên. Rồi. Bạn ơi, chưa có. Ui, dùng này để bay qua các cái chướng ngại vật anh em ạ. What the hell. Đi rất là nhanh. Bay qua con rồng có thể bay được và chúng ta rút để bay qua không trung mà. Nào, đừng có đứng đợi quá là gần đấy anh em. Con rồng gì đây? Tiếp theo là sẽ có một con rồng nữa này. Mình không biết con này con gì, nhìn chung nó cũng đẹp anh em ạ. Nó đang chạy nhanh hơn mình anh em ơi, nó chạy nhanh hơn mình rất nhiều à. Sao nó lại đổi ra cái hướng đấy nhỉ? Nhầm. Chắc là bị nhầm. Lên nào, chạy nhanh đi. Đúng rồi, bay qua. Rồi, phá nào nè nó. Tấn công. Tiến lên, xúc bạo. Chết rồi. Revive không được rồi. Mình quên không ấn cái phát cuối anh em ạ. Quên không phát cuối mình quên mất là mình phải sử dụng cái con rồng này để tấn công cái bọn này và bọn kia cầm kiếm chém anh em ạ, quên mất. Dùng lửa, chỉ cần nhớ con nào dùng trong trường hợp nào thôi là xong rồi, chỉ đơn giản thế thôi. Con rồng này thì nó khỏe nhưng mà là tốc độ di chuyển nó cực kỳ chậm, không thắng không lấy tiền. Đấy, về rồi. Yes, cho sắp mở khóa con rồng gì đây. Cần ít nhất là phải 2 lần nữa hay mở khóa luôn rồi.
nhanh thế. À đây đây đây, con rồng cổ dài anh em ạ. Đó, khúc gỗ đây giống như ở rồng Trung Quốc anh em ạ. Mình nhìn từ xa có vẻ giống à. Ờ, đây là khúc gỗ qua cả. Con này có thể bơi được anh em ạ, nhưng mà bơi theo kiểu đường thẳng à. Rồi, hai con này thì chưa thấy bỏ nào, con đầu tiên ấy, chưa thấy bỏ lần nào luôn anh em. Tấn công, chạy đi đâu. Nhanh thế. Giết hết anh em ạ, kill hết. Lướt qua, lướt qua, lướt qua. Đang lướt đi rất nhanh. Yeah. Không thể sai lầm được anh em. Đố anh em sai lầm được luôn. Úi, tôi đang lượn, lượn qua, lượn qua, lượn qua. Hay. Bây giờ sẽ sử dụng rồng bay ha. Bay qua bầu trời. Rồi, bay về nhà được luôn không? Có bay về nhà luôn không? Ờ, quên. Thằng kia nó cũng quên anh em ạ. Nên hai thằng là ngáo ngơ như nhau. Bay bầu trời nào. Yeah, tôi đang bay. I can fly. Ôi, quên một cái điều là chúng ta phải ấn rồi anh em ạ. Quên, sorry. Cho nó đi nhanh quá. Cái đấy thế. Hít từ xa cơ mà. Đã phải lo thế nhờ. Yeah. Hãy để tôi đi bay đi nào. Tại sao toàn quên thế nhỉ? Mình toàn quên rồi. Đùa luôn. Try again. Ờ, nhầm, ấn nhầm. Phải qua được map này chứ nhờ. Yeah. Không thể không qua được. Ờ, chờ con này không không cần ghế, tại vì nó không có cái khúc cây anh em ạ. Bay đấy. Con nào quên không bay không nhỉ? Này, đây cái chỗ đoạn nước nước này phải dùng cái con rồng loại dài dài này anh em ạ. Ui, mình về được trước đó khoảng vài giây thôi anh em ạ. Như vậy là tôi đã mở khóa tất cả các loại rồng trong này rồi anh em ơi, không còn rồng nữa đâu. Mở khóa full rồi. Đánh nhau, đấm nhau, đấm nhau. Đấm nhau nào, đấm nhau nào bạn. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ bay qua cái khúc gỗ này nhé. Lượn qua. Rồi, tiến lên. Đến được đích rồi, phần thưởng. Đi qua cái nước này phát. Lượn. Chạy đi nào. Rồi, tấn công bọn này luôn. Chạy đấy. Let's go. Đúng rồi, hợp lý à. Chúng ta về đích. Yes, rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.